Trúc Nhân nghi ngờ bị Harry Wong chơi xấu thông qua một chi tiết. Chẳng biết vì lý do nào đó mà Trúc Nhân lại vướng tai bay vạ gió đến mức phải lên tiếng giải thích thế này. Nam ca sĩ Trúc Nhân đã không ngừng truy hỏi Harry Wong về nghi vấn đàn chị chơi xấu. Vừa qua, Trúc Nhân cho ra mắt MV mới có tên Có Không Giữ Mất Đường Tìm. Đây là màn tái xuất của nam ca sĩ sau 2 năm im ắng trên đường đua âm nhạc. Lần này, giọng ca sinh năm 1991 thay đổi ngoại hình với mái tóc xoăn lãng tử, phong thái cũng điềm tĩnh hơn. Ngoài sự trông ngóng của khán giả dành cho nam ca sĩ, màn tái xuất của giọng ca 4 chữ lắm vô tình trở thành chủ đề cho những tài khoản ác ý tạo ra những câu chuyện không có thật. Được biết, buổi họp báo giới thiệu MV mới của Trúc Nhân được diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Đáng chú ý trong dàn khách mời tham gia lần này lại vắng bóng hai người thân thiết với nam ca sĩ là Trấn Thành và Thu Minh. Sự thiếu vắng đó nhanh chóng trở thành chủ đề gây bàn tán, thậm chí còn có nơi tung tin Trúc Nhân và đàn anh đàn chị xảy ra xích mích. Cụ thể nguồn tin này viết, chị H gửi thiệp nghe ngóng, thân như thế mà Thu Minh lẫn Trấn Thành đều không tham dự họp báo MV mới của Trúc Nhân. Để đính chính thông tin, anh chàng đã đáp trả một cách tinh tế nhưng không kém phần đanh thép về thông tin không có thật. Nam ca sĩ hài hước viết, cười muốn trật khớp hàm nãy giờ, chị H trong tin tức kìa ơi, chị có ngon thì ra đây nói chuyện với em. Chứ 245 cái thiệp mời do chính tay em viết và gửi cho từng khách mời họp báo, không qua bất kỳ nhân viên nào, chị không được mời nên chị hóa thân thành người đưa thiệp, chị phá em hả chị Bèo. Dưới phần bình luận, Trúc Nhân còn chia sẻ thêm, anh tôi hôm đó kẹt một show hát với anh Trịnh Thăng Bình, còn sư phụ tôi tập bên nhạc cho đêm diễn ngày 13. Sau họp báo tôi một ngày đó để comeback sau 2 năm chị mới về Việt Nam. Ai cũng bận và đang cố gắng sắp xếp để quay dự kịp họp báo của tôi, chứ không có tiêu cực ẩn ý như chị H nói. Không nha chị H, chị không nói bậy về hai người này được nha. Ta sẽ dùng năng lượng Dr. Strange để trả chị về đúng vũ trụ chị ở, Hồ Biến. Sau một hồi suy đoán và ra sức truy tìm chị H, Trúc Nhân đã bắt đầu nghi ngờ bà xã Trấn Thành vì trong tên của cô bắt đầu bằng chữ H. Tôi nghi chị H này là chị Harry Wong lắm. Cô nàng hài hước trả lời, bớt kiếm chuyện chị nha, nếu ngày đó em muốn chị có xuất hiện. Chỉ với bình luận của Trúc Nhân cũng đủ để cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Mối quan hệ của nam ca sĩ và Trấn Thành Thu Minh vẫn rất bình thường. Cả hai người này đều chơi thân có ảnh hưởng lớn đến giọng ca 4 chữ lắm. Anh chàng còn đưa ra những lý do khác nhau để khẳng định không hề có chuyện bỏ qua MC Trấn Thành và Thu Minh trong danh sách khách mời tại buổi họp báo sắp tới. Trúc Nhân cho biết, chính anh đã tự tay viết thiệp và gửi cho khách mời. Với lại, chị biết sao em phải đích thân viết bằng nét chữ của mình không chị? Vì vé mời giả được cái mẫu, chứ cái nét chữ của em không ai giả được chị nha. Nói về MV mới Có Không Giữ Mất Đường Tìm của Trúc Nhân, anh chàng tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng với phong cách lẫn màu sắc huyền bí trong ngay từ khi tung teaser. Là nghệ sĩ của những điều bất ngờ, việc ra mắt bài hát từng được biết đến trước đó khiến nhiều khán giả e ngại về độ bùng nổ. Trúc Nhân thừa nhận, điều này là bài toán khó đối với anh. Hơn nữa làm thế nào để ca khúc cà khịa về tình yêu đầy vui nhộn, đánh đá đúng chất Trúc Nhân có thể bẻ hướng sang màu sắc khác nhưng vẫn giữ được độ quái đặc trưng. Sau thời gian ấp ủ làm việc cùng 4 nhà sản xuất, để ca khúc này thực sự hoàn thiện và đến với khán giả là một nỗ lực rất lớn của Nhân cũng như cả ekip. Để làm mọi người quen đi ấn tượng ban đầu về ca khúc, có rất nhiều bản phối lý tưởng được ra đời. Đến lúc tưởng đã hoàn tất để giới thiệu với mọi người, Nhân lại cảm thấy nó chưa đủ, chưa đã và thiếu chút xíu bất ngờ. Nhân quyết định đập đi xây lại toàn bộ vào sát giờ để ca khúc này vừa có tinh thần nhưng vẫn giữ được cái chất của mình. Đến tận hôm nay, Nhân mới đủ tự tin ra mắt mọi người thay vì tháng 3 hoặc tháng 4 như dự tính. Trúc Nhân nói, gần tròn 10 năm kể từ cuộc thi giọng hát Việt mùa 1, Trúc Nhân đã và đang chứng tỏ vị thế lẫn thực lực của mình bởi giọng hát thuyết phục cùng chất nhạc độc đáo. Với tinh thần làm nghề máu lửa hiếm khi lặp lại chính hình ảnh của mình, khán giả hiện đang chờ đợi MV mới Có Không Giữ Mất Đường Tìm của Trúc Nhân sẽ chính thức ra mắt vào 12 tháng 5 trên YouTube.